có sao không? Em đỡ đau chưa? Có anh ở đây rồi, em chẳng thấy đau gì cả. Đang mơ tưởng hôn anh nào? Hôn hít gì? Em bận học quá là ngủ quên ấy. Khai thật đi, em đang mơ tưởng hôn anh nào đúng không? Đúng thì sao mà sai thì sao? Nhìn biểu hiện của em lúc nãy á, biến thái vãi này. Thôi đừng nhìn anh ánh mắt đấy, cháy hết cả lòng anh đấy. Anh mà để lộ chuyện này cho ai biết thì thì sao? Ui dồi ôi, sợ quá. Việt Nam ấy, nói là làm, không tin á, anh cứ thử xem.